Sau đây là tin về cơn bão số 5. 10 giờ ngày hôm nay, tâm bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông, cường độ bão cấp 9, 10, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cường độ bão giảm xuống cấp 8, 9, giật cấp 11. 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Từ ngày hôm nay đến sáng mai, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7-8. Hoàn lưu bão số 5 cũng tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến ngày 13 tháng 9. Trọng tâm mưa lớn là từ Quảng Trị đến Quảng Nam, lượng mưa từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Tại Quảng Ngãi, lượng mưa 100 đến 200mm, có nơi trên 200mm. Cùng với các địa phương khu vực miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn cấp triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 5 đang tiến vào đất liền. Một trong những nội dung trọng tâm là di dời người dân ở vùng thấp trũng, vùng sạt lở ven biển, ven sông suối đến nơi an toàn, gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Phú Thạnh về công tác này trong sáng ngày hôm nay. Ngay trong sáng nay, thì một số địa phương đã chủ động di dời các cái hộ dân ở vùng thấp trũng, vùng sung yếu bị ảnh hưởng đe dọa khi có bão lũ xảy ra di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân ở vùng thấp trũng, vùng sạt lở của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tự nguyện di chuyển. Nhiều thôn xóm và các xã của địa phương này phải thực hiện giãn cách nên việc đảm bảo an toàn về phòng chống dịch ở các điểm cách ly tập trung, các điểm trú ẩn an toàn của người dân được chú trọng triển khai. Hầu hết các tàu cá đã được tập kết ở các khu neo đậu tránh trú bão an toàn. Công tác đảm bảo an toàn hồ đập, các công trình thủy điện, thủy lợi cũng được tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng triển khai. Vào thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão này, đảm bảo tính mạng tài sản của người dân. Và do ảnh hưởng của cơn bão số 5 thì từ tối qua tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to và gió giật mạnh. Trong ngày hôm qua, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu cá đang hoạt động trên biển, đồng thời bố trí nơi neo đậu để tránh tình trạng ùn ứ và xảy ra sự cố tại bến đậu và liên tục cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến bão số 5 cho bà con ngư dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã kêu gọi hơn 1.700 tàu thuyền vào khu neo đậu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và gia cố lồng bè đến nơi an toàn. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch, tàu thuyền trở về tránh bão có liên quan đến yếu tố dịch tễ sẽ đã được sắp xếp tại một khu vực riêng biệt.